Xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay, chung kết hạng cân 48 nam diễn ra giữa hai vận động viên Hoàng Anh Minh Yên Bái Tay Đỏ và vận động viên của Phi Châu Bình Phước Tay Xanh. Còn trọng tài điều hành trận đấu, trọng tài 1 ông Nguyễn Mạnh Tuấn, trọng tài 2 ông Minh Văn Cường. Mời tổ trọng tài làm nhiệm vụ. Vận động viên thứ hai, vận động viên Tay Xanh thắng, kết quả chung cuộc thắng tỷ số 2-0.